Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh YouChannel và ngày hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu một video mới. Thì ngày video này chúng ta sẽ không nói về sản phẩm smartphone như những lần trước mà ngày hôm nay Danh sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thiết lập Mi Band 3. Thì Mi Band 3 rất là đơn giản, chúng ta chỉ cần một cái Mi Band 3 trên tay và một cái phần mềm Mi Fit cài trên app. Thì chúng ta có thể cài phần mềm Mi Fit này ở trên App Store hay CF Play. Nhưng mà Danh khuyên thì mọi người lần đầu tiên đồng bộ trên Mi Band 3 mọi người nên tải trên CH Play trước. Tại bởi vì sao? Hiện tại Mi Band 3 nó lúc đầu nó chỉ là tiếng Quảng Trung. Chúng ta sẽ cần tải trên CH Play để chúng ta có thể đồng bộ về tiếng Anh. Nên mọi người cần lần đầu tiên khuyến khích mọi người nên tải trên CH Play nha. Rồi, bây giờ Danh đã tải xong cho mọi người xem rồi đó. Bây giờ chúng ta click vào đây. Rồi, click vào nha. Chờ một lát. Rồi. Nếu như ai chưa có bất kỳ tài khoản Xiaomi, Google hay Facebook thì mọi người chỉ cần sign up nó, có nghĩa là đăng ký nó một cách bình thường thôi, không có gì phải khó khăn cả. Sau khi chúng ta đăng ký xong thì giao diện nó sẽ như thế này. Đó, rất là đơn giản, chỉ có 3 mục. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đồng bộ với sản phẩm bên đây chúng ta nha. Đây, mọi người bấm vào phần cái profile, có nghĩa là phần thông tin. Rồi, bấm vào thêm thiết bị, đeo vòng đeo tay, ok. Khi việc đầu tiên chúng ta chỉ cần là để gần ở đây, đó. Thì khi chiếc Mi Band 3 của bạn rung trên tay có nghĩa là bắt đầu nó đã nhận Bluetooth rồi đó. Bấm vào. Tap vào thôi. Rồi, vậy là nó đã kết nối. Rồi, như vậy là kết nối thành công rồi. Thì ở đây thì sau khi chúng ta kết nối thành công thì ở dòng Mi Fit thì hướng dẫn chúng ta cách sử dụng nó như thế nào. Đây, vì chúng ta trượt lên trượt xuống để xem các mục. Đây, trượt lên trượt xuống để xem các mục. Rồi. Thứ hai là chúng ta lướt trái lướt phải để xem chi tiết từng mục đó. Rồi. Thứ ba, khi chúng ta muốn trở lại thì chúng ta cần bấm nút này. Và việc nhấn lâu là để làm gì ta? Để xác nhận nó. Rồi. Còn nếu chúng ta muốn mở khóa nó thì chúng ta chỉ cần vuốt từ dưới vuốt lên là mở khóa thành công. Rồi. Việc đeo thì đeo sao cho đúng cách. Thì mọi người chỉ cần đeo làm sao cho cái nút này nó sẽ quay hướng xuống. Có nghĩa là nếu như chúng ta thuận tay trái thì nó sẽ như bên đây. Còn thuận tay phải thì sẽ như vậy. Mọi người thấy rõ không ạ? Rồi, ok. Quay lại nha. Thì sau khi chúng ta đồng bộ xong thì Mi Fit sẽ cập nhật phần mềm cho Mi Band 3 của chúng ta. Và hiện tại chỉ đang có tiếng Anh mọi người nha. Và lưu ý nếu như ai lần đầu tiên đồng bộ Mi Band 3 thì hãy lưu ý là tải Mi Fit trên CH Play và đồng bộ nó trước. Và mọi người ơi, Danh sẽ nhắc lại cho mọi người phần này. Nếu như hiện tại ai đang sử dụng dòng iPhone, có nghĩa là hệ điều hành iOS, thì khi chúng ta đồng bộ trên Mi Fit thì Danh khuyên mọi người nên kiếm một cái máy có chạy Android, tải Mi Fit về và đồng bộ đầu tiên trên sản phẩm đó để cho nó chạy tiếng Anh trước cái đã. Rồi sau đó bỏ kết nối nó đi, rồi đồng bộ lại trên chiếc điện thoại iPhone của mình. Như vậy là thủ thuật rất là đơn giản thôi, phải không mọi người? Không có gì phải quá khó khăn, chỉ cần một cái Mi Band 3 trên tay. Và hiện tại Xiaomi Mi Band 3 đang được bán giá rất là tốt tại Đức Huy Mobile với giá chỉ với 800.000. Nhanh chân để rước của em về nha. Hiện tại thì Mi Band 3 rất là thiết kế rất là đẹp. Có một sự rất là nhiều sự cải tiến so với Mi Band 2 đợt trước. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video lần sau. Đừng quên cho Danh một like và subscribe cho YouTube này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.